cây vối vừa cho bóng mát, vừa là một loại trà và một vị thuốc nam có rất là nhiều tác dụng có lợi cho sức khỏe. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về vị thuốc đặc biệt này ở video sau đây. Vối là một loại cây rất là quen thuộc với người nông dân Việt Nam, đặc biệt là những người nông dân ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nếu như để ý thì bạn sẽ thấy hầu hết trong mỗi gia đình thì ở vùng đồng bằng Bắc Bộ thì đều có trồng một cây vối cạnh bờ ao. Cây vối vừa dùng để tạo bóng mát, lá vối thì có thể dùng để hãm trà, hãm nước uống để giải nhiệt trong những ngày hè nóng bức. Từ những năm 1968, các nhà khoa học Việt Nam đã tìm hiểu và nghiên cứu về thành phần hóa học trong lá vối. Các nhà khoa học Việt Nam đã tìm thấy trong lá vối có rất là ít tannin, trong đó thì có 4% là tinh dầu với mùi thơm dễ chịu và một số hoạt chất khác chưa rõ. Ngoài ra thì trong lá vối còn có một lượng lớn kháng sinh tự nhiên rất là phong phú. Loại kháng sinh này tan trong nước và các dung môi hữu cơ. Đặc biệt là kháng sinh trong lá vối thì hoàn toàn không có độc đối với cơ thể. Tác dụng chính của lá vối là tác dụng sát trùng, điều trị mụn nhọt, lở loét, tác dụng tăng cường và kích thích tiêu hóa, tác dụng điều trị bệnh viêm họng do có hoạt chất kháng sinh tự nhiên, tác dụng điều trị bệnh đường ruột và bệnh viêm đại tràng. Nụ vối còn có tác dụng là ổn định đường huyết, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Lá vối có tác dụng mát gan, giải độc, hạ men gan, tác dụng hạ mỡ máu và tác dụng chống oxy hóa, chống lão hóa. Nước vối thì có màu xanh, vị thơm của tinh dầu nên uống rất là thích. Nên uống sau bữa ăn thì sẽ có tác dụng là tăng cường chức năng của hệ tiêu hóa và chống đầy bụng. Để liên hệ mua lá vối hay là nụ vối thì các bạn có thể đến các chi nhánh của Thảo Dược Đức Thịnh trên toàn quốc.